Sát Tết, chủ tiệm hoa bị đôi nam nữ bê trộm hai bình lan cả chục triệu đồng. Mới đây, mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn camera tại một shop hoa cho thấy vụ trộm cắp với thủ đoạn cực kỳ tinh vi. Hành động thản nhiên như không của các đối tượng gây bức xúc lớn. Theo dõi đoạn clip cho thấy, vào thời điểm hơn 11 giờ trưa ngày 22 tháng 1, lợi dụng lúc chủ cửa hàng hoa không chú ý, hai đối tượng một nam một nữ đi xe máy tạt qua đã bê luôn một bình hoa mang đi. Đáng nói, hành động này diễn ra ngay ban ngày với thái độ rất thản nhiên trắng trợn. Thời gian để đôi nam nữ trộm cắp chỉ tính bằng vài chục giây, cực kỳ chuyên nghiệp. Đáng chú ý, người đăng tải vụ việc cho biết thêm, sau khi thực hiện trót lọt được một vụ, chỉ 2 ngày hôm sau, hai tên trộm lại phi xe máy đến đúng địa điểm này và thực hiện vụ trộm tiếp theo. Thời gian ghi lại trên camera cho thấy vẫn là hai đối tượng này, nhưng đến vào lúc gần 9 giờ tối ngày 24 tháng 1 và cũng thực hiện hành động trộm cắp nhanh gọn như trước. Lợi dụng sơ hở của chủ shop không để ý, một tên ngồi sau xe đã xuống bê nhanh chóng bình hoa lan và đặt lên xe phóng đi nhanh chóng. Được biết giá trị hai bình hoa lên đến hàng chục triệu đồng. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, người dùng mạng đã vô cùng bức xúc và phẫn nộ trước hành động trộm cắp của đôi nam nữ này. Đồng thời, số khác cho rằng chủ cửa hàng nên đề cao cảnh giác hơn nữa, bởi thời điểm cận Tết cũng là lúc trộm cắp hoành hành nhiều hơn và thủ đoạn tinh vi hơn, dù là ngay giữa ban ngày. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.